Tôi là người lính đặc công mang truyền thống cha ông vào trận. Chúng tôi là người lính đặc công đã ra đi là đánh thắng. Là người lính chiến đấu ngoan cường thép gương. Là đặc công xông pha đau sờ hiểm nghèo. Là người lính chiến đấu bảo vệ núi sông. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sâu. Truyền thống cha ông vào trận, chúng tôi là người lính đặc công đã ra đi là đánh thắng. Là người lính chiến đấu ngoan cường thép gương. Là đặc công xông pha đau sờ hiểm nghèo. Là người lính chiến đấu bảo vệ núi sông. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sông. Lời của bác thắm thiết như hơi. Là đặc công đi lên anh dùng tuyệt vời. Là trận tuyến chiến thắng đặc biệt vẻ vang. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sâu. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sâu. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sâu. Chúng tôi là người lính đặc công mang truyền thống cha ông vào trận. Chúng tôi là người lính đặc công đã ra đi là đánh thắng. Là người lính chiến đấu ngoan cường thép gương. Là đặc công xông pha đau sờ hiểm nghèo. Là người lính chiến đấu bảo vệ núi sông. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sâu. Lời của bác thắm thiết như hơi núi sông. Là đặc công đi lên anh dùng tuyệt vời. Là trận tuyến chiến thắng đặc biệt vẻ vang. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sông. Truyền thống cha ông vào trận, chúng tôi là người lính đặc công đã ra đi là đánh thắng. Là người lính chiến đấu ngoan cường thép gương. Là đặc công xông pha đau sờ hiểm nghèo. Là người lính chiến đấu bảo vệ núi sông. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sông. Lời của bác thắm thiết như hơi. Là đặc công đi lên anh dùng tuyệt vời. Là trận tuyến chiến thắng đặc biệt vẻ vang. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sâu. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sâu. Là đặc công mưu trí đánh hiểm luồn sâu. Kính thưa các vị trí đại biểu, các bác, các đồng chí, lời đầu tiên thay mặt cho những người lính làm công tác văn hóa văn nghệ, quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam dũng cách bằng Lào, xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các bác, các đồng chí đồng đội của chúng ta lời chào chân quý, đồng đội thân thương nhất. Vâng,
hôm nay nhân dịp buổi gặp mặt cựu chiến binh trinh sát đặc công Hải Phòng và kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những ca khúc của những năm tháng không thể nào quên. Để mở đầu chương trình, văn nghệ hôm nay hợp ca nam nữ và tốt múa thể hiện ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ của nhạc sĩ Doãn Nho. Xin mời các đồng chí cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để tiếp nối chương trình, tốt ca nữ với thể hiện ca khúc Về Miền Hoa Ban, sáng tác nhạc sĩ Huy Thông. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hoa Sim Biên Giới, sáng tác của nhạc sĩ Minh Quang, do anh Quốc Cường thể hiện. Em sẽ ở thầm bản ngàn hoa, hoa xin giữa đồi mình nắng gió, tím như ai chờ sắc hoa xin yêu thương. Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạn ngàn hoa.
đây, chúng ta cùng lắng nghe đồng chí Phúc Hữu gửi đến bài thơ Phục Viên, tác giả Phạm Hữu Trung. Xin mời. Xin gửi tới quý đại biểu, các bác anh chị, các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin đọc bài thơ Phục Viên. Trở về đã hết chiến tranh, ba lô nhẹt bấm, áo xanh bạc màu, da mồi hố mắt trúng sâu, chân mang dép lốp, mái đầu xương pha, đêm mơ giữa cánh rừng già, cầm canh tiếng pháo, chợt gà, gáy vang. Mẹ ngồi góc chiếu thở than, nhìn qua hàng xóm, gái ngoan mà thèm. Ngày nào nỗi cũ có em, mà nay cỏ chỉ mọc chen ngõ gầy. Anh về, đã cuối heo may, trách chi một chuyến đỏ đầy, sáng sông. Thôi đành làm lính phòng không, mòn vai vẹt gót, giữa đồng lưu sinh. Tôi xin đọc bài thứ hai, bài bạn tôi. Tôi có bạn là Trương Minh. Giá từ bom đạn Trường Sơn, về quê, sống giữa quê hương bản đầu. Sớm khuya mưa nắng dãi dầu, thịt xương bồi đắp rừng sâu núi ngàn. Đời còn bao kẻ dối gian, vẫn nguyên chất lính, ngập tràn yêu thương. Tuổi xuân gửi lại chiến trường, 40 năm những vết thương chưa lành. Mây chiều vá víu trời xanh, niềm tin cuộc sống trong anh đong đầy. Buồn vì thật giả hôm nay, đời ai thức ngủ, tỉnh say, hỡi người. Xin chào các bạn. Hay quá, đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui.
nói được gì. Trong ngực em ấm là những hoa tương ngờ phi. Mặt trời làm sao vai không nuối trở về chiều đã vắng. Chia tay lòng còn vẫn vương chưa kịp nói năng gì. Em ngày chờ sao tới nhé lại gặp rừng mãi. Trong con đường mòn núi cao bóng nàng xa gửi đến chúng ta ca khúc Nổi lửa lên em, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Oh, it would
nhau, ta trở về thăm vùng thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi người trời xanh kiếm trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương nồng nồng, mãi mãi niềm tự hào thắm thắm trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi người trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương nồng nồng, mãi mãi niềm tự hào thắm thắm trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau. Thank you.
ta đi trong gió, ta đi trong mưa, từng ngày từng tháng là từng bài ca. Hiện của hợp ca nam nữ, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu, các bác, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, niềm tin, thành công. Chúc đồng đội của chúng ta mãi mãi ấm áp, âm vang không thể mất trong lòng của chúng ta. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin mời đồng chí Trịnh Văn Tiến, trưởng ban liên lạc của tiểu đoàn lên tặng hoa và quà cho đội văn nghệ.
xin nhà chúng ta một nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các đồng chí, hôm nay ban liên lạc cựu chiến binh trinh sát đặc công tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của đơn vị và kỷ niệm 40 năm chiến thắng biên giới phía Bắc, gặp mặt giao lưu các thế hệ cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Về dự lễ chung vui với ban liên lạc hôm nay, tôi xin trân trọng các đồng chí Nguyễn Bá Thiệu, đại tá nguyên thủ trưởng bộ chỉ huy, đồng chí Vũ Huy Tập, đại tá nguyên trưởng ban quân báo chính sách bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng, và đồng chí Nguyễn Phan Thanh Giản, phó ban liên lạc ban quân báo chính sách, và được các đồng chí trong bộ phận ở bên bảo cũng có mặt. Về dự buổi gặp mặt hôm nay còn có đông đủ các cán bộ chiến sĩ trong ban liên lạc để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin trân trọng đồng chí Vũ Huy Tập, trưởng ban, đại tá nguyên trưởng ban quân báo chính sách, lên tặng hoa và quà cho đơn vị. Xin mời đồng chí Trịnh Văn Tiến, trưởng ban liên lạc nhận hoa và quà. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Viết, đại diện cho bộ phận ở Vĩnh Bảo, lên tặng hoa và quà cho ban liên lạc. Xin kính mời đồng chí. Xin cảm ơn các đồng chí. Về dự chúng vui chúng ta ngay có các đồng chí Phạm Văn Tý, thượng tá, phó phòng quân báo, bộ tham mưu quân khu 3, để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Tiến, trưởng ban liên lạc tiểu đoàn 91 chính sách đặc công, nên đọc lời diễn văn chào mừng. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Vũ Huy Tập, đại tá trưởng ban quân báo bộ chỉ huy quân sự thành phố. Kính thưa đồng chí Phan Thanh Giản, phó ban liên lạc quân báo thành phố. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Tý, phó phòng quân báo quân khu 3. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các đồng chí, hòa mừng không khí kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng biên giới phía Bắc, hôm nay ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 91 đặc công tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của đơn vị, và cũng là ngày nên được nhận những bảo vệ tổ quốc của đa số cán bộ chiến sĩ đơn vị. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, tiểu đoàn 91 đặc công được phát triển từ một phân tổ chính xác thuộc phòng tham mưu bộ tư lệnh 30 từ năm 1971 và là nhiệm vụ trinh sát, nhiệm vụ kiểm soát quân sự năm 1972, tăng cường là nhiệm vụ đài quan sát theo dõi các Tây Mỹ cho sở phòng không. Năm 1979 thành lập phân đội trinh sát thuộc phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự bộ tư lệnh 350. Lúc này đơn vị có đặc công khô, đặc công nước, trinh sát đặc công, trinh sát thông tin và trinh sát pháo binh. Năm 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc ồ ạt tiến công xâm lược trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc, từ Phong Thuận, Thổ Lai Châu, Quảng Ninh, đưa toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới. Tháng 3 năm 1979, hưởng ứng lời kêu gọi tổng đội nghĩa quân của tịch nước, thanh niên cả nước đang lao động sản xuất nông nghiệp trên các công trường xí nghiệp, tuổi đời đang còn rất trẻ trung nhưng đã sôi nổi đáp lại kêu gọi thiêng liêng của tổ quốc, vì sự nghiệp quân sự vẻ vang, vì sự bình yên của xóm làng quê hương, họ đã vui vẻ lên đường nhập ngũ. Nhớ lại kỷ niệm ngày này cách đây 40 năm, chúng ta đã ngồi đây đều là những chàng trai trẻ, những người đã rời ghế nhà trường để đang cùng gia đình sản xuất chăn nuôi hoặc tham gia các công việc đoàn thể địa phương. Khi mỗi người có việc trong tất cả chúng ta đều có chung một quan, đều có năng lực tuổi còn rất trẻ đã hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc, trong đó đã được cấp trên tuyển chọn vào đại đội chính xác đặc công phòng tham mưu bộ tư lệnh 350, tiền thân tiểu đoàn chính quốc bộ chỉ huy quân sự thành phố. Trong kế hoạch bảo vệ cảng, thành ủy Hải Phòng, ủy ban nhân dân thành phố, bộ tư lệnh quân khu 3 năm 1980, bộ phận này đã được tách ra làm nhiệm vụ bảo vệ cảng theo cách trước yêu cầu nhiệm vụ mới năm 1982, bộ tư lệnh quân khu 3 đã ra lệnh
thành lập tiểu đoàn 91 trinh sát đặc công làm nhiệm vụ trị an trên địa bàn thành phố và nhiệm vụ kiểm soát quân sự. Lúc này tiểu đoàn 91 có 4 đại đội. Đại đội 1 làm nhiệm vụ tại quận Hồng Bàng, đại đội 2 làm nhiệm vụ tại quận Lê Chân và đại đội 3 làm nhiệm vụ tại quận Ngô Quyền. Đại đội 4 đóng quân từ cơ quan tiểu đoàn bộ tại trang trại Đông Khê, vừa làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và nhiệm vụ cơ động của bộ chỉ huy. Năm 1984, tiểu đoàn bổ sung cho sư đoàn 385 Hà Giang một đại đội đến năm 1986. Thực tế đơn vị rút gọn lại một đại đội đến tên hiệu là đại đội 91, sau này đổi tên thành đại đội 31, đặc nhiệm nay là đại đội 20 của phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự thành phố. Trong quá trình học tập rèn luyện năng lực công tác, cán bộ chiến sĩ ở đơn vị đã tập hợp được nhiều lập được nhiều thành tích bảo vệ trị an thành phố, bảo vệ an toàn và cấp cao của đảng nhà nước khi đến Hải Phòng, bảo vệ cảng Hải Phòng, bảo vệ nhà máy xi măng và các mục tiêu quan trọng khác được thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, tư lệnh quân khu 3, bộ tổng tham mưu và bộ quốc phòng nhắc nhở. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị quý khách, chúng ta là cán bộ chiến sĩ đã từng tham gia học tập rèn luyện lao động tại đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ quân đội giao phó, nay đã trở về với cuộc sống đời thường. Trong cuộc sống hiện nay, các đồng chí đã ra đi, các đồng chí còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn giữ vững được bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Hồ. Hôm nay gặp lại nhau tại đây cùng ôn lại những kỷ niệm buồn vui trong đời quân ngũ, cùng động viên nhau vững vàng trong cuộc sống. 40 năm trôi qua là cả một chặng đường, nhưng những người có công việc ai cũng no toan vất vả sống từng sâu thẳm tâm hồn chúng ta luôn nhớ về nhau. Chính xuất phát từ lý do trên mà hội cựu chiến binh tiểu đoàn 91 đặc công đã được thành lập, tập hợp các cán bộ chiến sĩ nghỉ hưu chuyển ngành xuất ngũ, hội tụ về đây đoàn kết động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thăm hỏi nhau khi ốm đau, chia sẻ nhau khi qua đời. Lúc đầu có 12 đồng chí hội viên, hiện nay đã lên trên 40 hội viên. Ngoài ra một bộ phận các huyện cũng bảo dù ở nội thành hay ngoại thành, các luôn đoàn kết nhất trí thực hiện tốt quy ước của ban liên lạc, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Chính ngày hôm nay chúng ta mong tập trọng tổ chức kỷ niệm 42 năm ngày nhập ngũ và ngày thành lập hội của đại đa số cán bộ chiến sĩ. Kể từ khi ngày thành lập, đã tập hợp được nhiều thành viên đi vào hoạt động có quy củ, có chất lượng. Sau mấy chục năm hoạt động, chúng ta đã nhận thấy rằng ban liên lạc anh em bầu ra hết sức có trách nhiệm, phát tổ chức được nhiều cuộc động viên thăm hỏi gia đình việc hiếu việc gì trong những lần như thế tối hay ban ngày. Ngoài ban liên lạc ra, chúng ta đã có một lực lượng ủng hộ tham gia với tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đồng đội bền chặt cao sơn. Trong niềm vui và hội ngộ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gìn giữ tình cảm anh em đồng đội cao quý trong suốt cuộc đời còn lại. Chúng ta sẽ làm tập thể đối mặt đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời thường và trong cuộc sống, hãy phát huy bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ. Để thực hiện được những điều đó, chúng ta cần quán triệt một số phương hướng như sau. Ban liên lạc phải nhiệt tình trách nhiệm hơn nữa mỗi khi anh em làm việc, có mặt thăm hỏi động viên kịp thời. Hai, các đồng chí tổ trưởng làm hết vai trò trách nhiệm của mình và anh em hội viên tham gia có đầy đủ. Hội viên xây dựng quỹ hỗ trợ để những gia đình anh em gặp khó khăn, không may gặp rủi ro trong cuộc sống và những khuyến học khuyến tài, động viên những gia đình có con em thi đậu đại học. Cuối cùng, kính chúc các quý vị quý khách cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết. Chúc các bộ hội của ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Thiện, đại tá nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy nên phát biểu động viên anh em. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí trong ban liên lạc, thưa đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đồng chí, tôi rất là cảm động hôm nay các đồng chí kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của tiểu đoàn 91 trong cả thành phố. Đồng chí quân cảnh sát mời tôi thấy rất là trân trọng các đồng chí. Tôi biết là đây một số nhiều các đồng chí biết, mà nhiều chi biết tôi tên là Nguyễn Bá Thiệu, nhập ngũ năm 1967, rồi tôi đi đảo miền Nam sau 16 năm
về 350 cái này bộ chỉ huy trực tiếp của thành phố Hải Phòng được 20 năm. Thế sau đó là tôi lên làm hiệu trưởng trường quân sự quân khu 3, 6 năm là về hưu. Thế là sau 42 năm ở lính thì có 20 năm gắn bó với các đồng chí trong 40 năm truyền thống của tiểu đoàn 91, sau là đại 31. Và khi về nghỉ hưu thì chúng ta còn lại gia đình, đồng đội bạn bè và những thú vui của từng người. Nhưng rồi tất cả những cái thứ vui đó đến lúc mà già yếu thì sớm muộn rồi chúng ta cũng phải bỏ. Và đến lúc cuối đời của mỗi một con người, anh em ta còn lại cái gì? Còn lại gia đình và đồng đội bạn bè. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái được và cái lớn nhất của đời người không phải là người ấy làm gì, có điều kiện kinh tế nhiều hay ít, chức vụ cấp bậc cao hay thấp, mà cái được và cái lớn nhất của đời người là chính là gia đình và đồng đội bạn bè, hay nói cách khác là tình người sẽ theo chúng ta đến lúc chết. Và sau khi chúng ta không còn nữa thì cái tình người vẫn còn. Cho nên là cái được và lớn nhất của đời người, cái mất và lớn nhất của đời người nó không nằm ở trong cái phạm vi là tiền bạc, địa vị, mọi thứ, mà nó nằm chính ở trong gia đình và đồng đội. Thế thì mỗi người chúng ta đều có một gia đình. Và hôm nay là chúng ta tập trung về đây gặp nhau, tình đồng đội, tình bạn bè, ôn lại truyền thống, ôn lại những năm tháng vất vả, lam lũ để chúng ta trưởng thành. Kể cả cái lúc làm cùng công tác, cùng ở với nhau, chúng ta gắn bó với nhau. Và 40 năm qua rồi, chúng ta vẫn ở bên nhau. Tôi thấy đây là một điều trân trọng nhất mà tôi cảm thấy tâm đắc và rất là cảm ơn các đồng chí. Một cái điều mà tôi thấy là như thế này, cái truyền thống của các đồng chí vừa rồi, đồng chí trưởng ban đạo đó, tôi thấy 40 năm rồi có nhiều những việc chúng ta làm được. Khi ra ngoài đời có nhiều những đồng chí, có nhiều những cái người cũng đã trưởng thành, đã đáng tự hào. Và kể cả những người về hưu, về đời thường, chúng ta vẫn giữ được cái phẩm chất đạo đức, cái bản chất của những người lính trinh sát. Thế thì tôi cũng đề nghị với các chí này, không biết có làm đề không, nhưng mà tôi cứ nói. Thế thì cố gắng làm sao là 40 năm kỳ trợ rồi, sẽ tiến tới là 50 năm. Thế là từ nay đến thời gian còn lại thì chúng ta có thể dành ra một cái thời gian để viết lại cái truyền thống của chúng ta được không? Để chúng ta có một cái truyền thống 50 năm, để cái ngày kỷ niệm 50 năm rất đáng trân trọng và tự hào. Nay mà chúng ta đi hết rồi thì con cháu mọi người người ta cũng biết lại cái đó. Nếu được thì các đồng chí sẽ nghiên cứu, xem xét. Rồi bây giờ nhân chứng các đồng chí còn nhiều đấy, và có những vấn đề gì đó thì chúng ta bổ sung vào. Đây là một cái truyền thống rất đáng tự hào mà hôm nay chúng ta ôn luyện, ôn lại. Và hôm nay chúng ta trân trọng, chúng ta tự hào. Cho nên là tôi cũng chỉ với cái tình cảm cá nhân được phấn khởi, được rất cảm ơn các đồng chí cho phép được gặp mặt các đồng chí trong ngày trọng thể hôm nay, rất cảm ơn. Trước khi ngừng lời thì xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và giữ mãi cái tình người về gia đình, về tình đồng đội bạn bè này bền vững. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Viết, thay mặt cho bộ phận lãnh đạo nghe phát biểu ý kiến với ban liên lạc. Xin mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị đại diện cho ban liên lạc đặc công trinh sát tiểu đoàn 91 thành phố Hải Phòng, kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay ban liên lạc và các đồng chí Hải Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm đại đội đặc công trinh sát tiểu đoàn 91 Hải Phòng
Chúng tôi là một chi nhánh, là ban liên lạc đại diện cho Vích Bảo. Ra đây trước hết là chúc mừng cái hội nghị hôm nay. Cái thứ hai là chúc sức khỏe tất cả các đồng chí đại biểu và ban liên lạc cùng toàn thể anh em mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi tình cảm đồng đội năm xưa. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Thức, đại diện cho hội viên nên phát biểu ý kiến. Xin kính mời chị. Vâng, kính thưa các bác, các anh, các chị, thì hôm nay thì tôi cũng rất là vui mừng được ban tổ chức đại diện nói mấy lời cho cái ban liên lạc của trinh sát ở khu vực Hải Phòng. Có cái buổi kỷ niệm 40 năm này thì các cái ban tổ chức ấy cũng rất đo, thứ nhất là bàn theo tổ chức như thế nào, thì mấy anh em tôi cũng sơ bộ qua đấy, thì nói chung là quyết tâm là làm, nhưng mà tôi thấy hôm nay là rất thành công. Thay mặt cái hội viên của cái ban liên lạc chính xác thì chắc là cũng cảm ơn các bác, các anh, các chị, các đồng chí hôm nay là có mặt tại vị của đây. Nghĩa là nó chưa được đầy đủ, nhưng mà nói chung là đầy đủ, nhưng thì cũng chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc. Qua cái buổi này thì cũng đại diện cho anh em ở cái ban liên lạc chính xác, các đồng chí là thứ nhất là gửi lời cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị đã bớt chút thời gian và ngọc mà đến đây dự cái buổi kỷ niệm 40 năm. Và nhất là các đồng chí ở trong Vĩnh Bảo, mặc dù là ở trong ấy nó rất là xa, nhưng mà tôi thấy các đồng chí cũng ra đây được là đầy đủ, tức là cái là rất là mừng. Thế thì thôi là cuối để báo cáo đồng chí cũng chẳng biết nói gì hơn cả, để chúc mọi người sức khỏe. Xin cảm ơn. Để có sự thành công trong buổi gặp mặt hôm nay, ngoài việc tinh thần trách nhiệm của các đồng chí hội viên ra, thì các đồng chí, các mạnh thường quân đóng góp tài trợ về vật chất để buổi lễ chúng ta được thành công tốt đẹp. Chiến đấu ngoan cường thép gương là đặc công xông phá đâu giờ hiểm nghèo, là người lính chiến đấu bảo vệ núi sông, là đặc công mưu trí đánh hiểm luôn sâu. Lời của bác thắm thiết như hơi núi sông, là đặc công đi lên anh dùng tuyệt vời, là trận tuyến chiến thắng đặc biệt vẻ vang, là đặc công mưu trí đánh hiểm luôn sâu, là đặc công mưu trí đánh hiểm luôn sâu.